trời xa mưa giông cho buồn lòng đứa con xa xứ, dòng cô hương với bao kỷ niệm ngày xưa thương nhớ lại đông đây.
khi con còn trong nôi, cha bỏ con bơ vơ đi theo người, có đêm về cứ mang gì thương cháu, khác xưa bu tay mồ côi lúc chào đời. Cầu qua đời thì con vừa tối
và quốc gia dưới hoàng hôn. Mùi hương thôi theo gió chiều phán khó xin phụ cánh tự ngỡ mẹ ấy về để ấp mộ cho con. Cảm ơn ạ. Rồi thôi anh ca mình. Rồi chị Thanh sẽ ca với hai câu dòng cổ trong lớp trích đoạn Tìm Lại Cuộc Đời. Xin mời vị cùng thưởng thức. Sang xe nha. Một hai dứt hò ta nghe, không có câu ba nha. Rất tu tài anh đi trung sĩ, vợ ở nhà lấy mì sanh con, bao giờ chuyện nước non anh về anh có mỹ con anh còn hận số kiếp quán tình đời. Số kiếp là con mẹ gì, tình đời là chó má. Anh Hùng, anh về Sài Gòn hồi nào vậy anh Hùng? Ta về thắp lại mái ấm gia đình thì hỏi ơi. Vợ con còn đâu nữa, về một phương trời nào sống chết biết ra sao, nên tao mới lì tấm thân quen đi khắp thành nội ngoại ô tìm kiếm cho ra vợ con khốn khổ. Nhưng trời ơi, giọng yêu hương, hương thương ơi, nó mắt lấp tay ngơ không thể quay lại nhìn tao. Anh Hùng ơi, anh làm phải ai chơi thế nào nó già không nhìn. Dù cho cánh ngộ có đổi thay, mà đúng thật anh đi nữa chị cũng không ngờ đó lại là vì tất cả chúng tôi đều tính rằng anh đã tự trần. Rời những mảnh thép từ một trái nổ vô tri, nó tự chọn mục tiêu mà xuyên thủng trái tim bạo ác tham ta. Tưởng rằng hình ảnh của em và con luôn nghĩ kỹ trái tim anh. Anh muốn em phải chết cùng anh để cùng chia sẻ nhau niềm đắng cay trong hạnh phúc, để chôn vùi hai tình thương qua kiếp sống
lạc loài cô đơn vô nghĩa. Những ngày cơm muối có nhau trong tình nghĩa sắc son. Anh thì trốn lính nằm quéo, em bảo tần buôn bán cực khổ mà em vui. Anh nằm quéo mà tự do hạnh